Lời vui điện được tâm thêm phần vui vẻ và long trọng. Xin được gửi đến toàn thể vì lời kính chúc đầu năm với lời kính chúc đầu năm đó là được an khang thịnh vượng, giảng sự như ý, hạnh phúc và phát tài. Vâng, kính thưa quý vị, một buổi tiệc được vui vẻ là nhờ sự góp phần đông đủ của tất cả quý vị, đặc biệt là sự nhiệt tình của tất cả các bạn hôm nay được cùng về đây chung vui. Và có lẽ là tiên mình cũng xin được thay lời gia đình đặc biệt là cô dâu Mỹ Lệ xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng chung vui buổi tiệc ngày hôm nay và cũng gửi lời ca tiếng hát để hòa vào không khí vui vẻ, để tạo nên một không gian được ấm áp hạnh phúc trong ngày vui vui. Và bây giờ tiên mình cũng xin được gửi đến toàn thể quý vị cũng như trong ngày vui hôm nay một lời ca tiếng hát của mình để thay lời chúc phúc cho đôi quy ngư chúng ta được trăm năm tình viên mãn, đặt đầu nghĩa vui đây. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng đến với chương trình văn nghệ trong buổi tiệc vui vui và cùng thưởng thức những tình khúc lãng mạn hạnh phúc để chúc mừng cho đôi quy ngư chúng ta. Xui, dâu rơi với phượng sắc hoa cây xui ơi, ngày hôm nay
chuyện sắp nhỏ nó xong rồi. Nếu chuyện tụi mình tính luôn chuyện chảy với tôi. Trong năm xin về bước về, thương nhau để trọn đời chung sức vào ngày mới. Hướng lại chung một hướng đời, cho nhau niềm vui riêng tình yêu phán hề. Cho nhau vui mặn hướng năm, cho nhau đủ hồng còn chính yên phơi. Một bé trai thân là ngoan. Ông dù qua xa trời rồi, ông dù qua xa anh ơi. Ông dù qua xa bà cô, ông dù qua xa bà con ơi. Vui quá bà con. Đôi ta chung non, đôi ta chung đường. Lẻ sáu lên năm, đôi ta cùng say, đôi ta cùng trường. Lỡ qua nhà nghiêng nghiêng sáu năm, nghiêng nghiêng mây. Xin được cảm ơn toàn thể vị khách nhiều. Một tràng pháo tay nồng nhiệt đến với Chú Minh. Xin Chú Minh lên là xin mời chú. Chú cũng là vừa là một người chú vừa là một người cha, vì tin mình rất lớn. Đó là những gì mà chúng ta thấy được hôm nay là một điều giá trị nhất, và đặc biệt là trong ngày vui hôm nay có sự hiện diện của những người lớn, những người bậc cha mẹ và ba quý vị. Chú Minh ơi, chú ơi, con nhớ là đó chú con lúc còn nhỏ con rất là nghe khoái nhất là bài hát chú hát một điện thoại mẹ hồi xưa.